Xin kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục chia sẻ mẫu nhà đẹp cùng Kiến trúc Tân Á. Hôm nay Tân Á xin giới thiệu tới các bạn mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Cương có địa chỉ tại thị trấn Quỳ Hợp. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh 3D căn nhà của anh Cương. Căn nhà của anh Cương là căn biệt thự 2 tầng có phong cách hiện đại, tông màu chủ đạo là màu trắng kết hợp với hệ mái vàng, giúp cho công trình thêm trẻ trung, năng động, tươi sáng và ấm áp hơn. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể ngôi nhà, cổng chính cũng như hệ thống hàng rào đã tạo nên cho công trình của anh thêm bề thế và sang trọng. Khi cổng chính được chúng tôi bố trí là sắt sơn tĩnh điện, hệ thống hàng rào bằng bê tông cốt thép rất là bền chắc và đảm bảo an ninh. Di chuyển từ sân vào tiền sảnh, căn nhà của anh Cường được chúng tôi bố trí gồm có 5 bậc cấp, hai cột bên tiền sảnh là cột vuông to khỏe khoắn, cửa chính chúng tôi bố trí là cửa gỗ lim nam phi khung pano kính. Bền đẹp theo thời gian, không bị cong vênh mối vọt, chịu được thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam và giá thành thì tương đối hợp lý. Ngoài ra căn nhà của anh Cường thì chúng tôi bố trí gara dùng để đỗ xe ô tô cho gia đình. Tầng 2 thì được chúng tôi bố trí ngoài ban công là lan can kính cường lực, giúp tạo độ bền đẹp, tạo tầm view cũng như đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên trong gia đình. Nhìn từ góc độ nào thì căn nhà của anh Cường cũng rất là tinh khôi và bề thế. Khi nhìn từ bên trái sang, căn nhà của anh Cường được chúng tôi bố trí hệ thống cửa sổ là cửa hệ nhôm kính tối màu, giúp điều hòa không khí tốt hơn, hấp thu đủ ánh sáng của tự nhiên. Nhôm tĩnh kính thì có tuổi thọ tương đối cao và giá thành thi công thì tương đối là hợp lý các bạn ạ. Đây là một góc nhìn từ bên phải sang, căn nhà của anh Cường được chúng tôi ốp ở dưới tầng 1 là ốp giả đá, rất là bắt mắt và sang trọng, giúp cho tôn lên không gian sống đẳng cấp và sang trọng hơn cho ngôi nhà. Từ trên cao nhìn xuống, căn nhà của anh Cường tọa lạc trên tỉnh đất rất là rộng lớn, khuôn viên sân vườn rộng rãi, có bãi để đỗ xe ô tô, cũng như là có không gian sinh hoạt cho tất cả các thành viên trong gia đình. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu kênh YouTube cũng như là website của nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Xin giới thiệu tới các bạn, đây là kênh YouTube của Kiến trúc Tân Á. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp từ nhà phố, nhà vườn, nhà biệt thự, nhà cấp 4 để các bạn có sự lựa chọn phù hợp cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những video quay lại quá trình thi công và thiết kế một ngôi nhà để các bạn có cái nhìn cụ thể hơn. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi và ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm việc trên một website mang tên miền nhadeptanha.vn. Chúng tôi trưng bày mẫu nhà đẹp từ nhà từ miền Trung ra tới miền Bắc và cho tới tận miền Nam. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy truy cập website nhadeptanha.vn cũng như là kênh YouTube nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Trong quá trình thi công và thiết kế ngôi nhà của anh Cương có địa chỉ tại thị trấn Quỳ Hợp thì đội ngũ kiến trúc sư Tân Á chúng tôi đã phát thảo mặt bằng định vị để các bạn có cái nhìn cụ thể và rõ ràng hơn. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Cường các bạn nhé. Căn nhà của anh Cường tọa lạc trên diện tích đất là 8,7 x 14,4m2, gồm có 2 tầng thì chúng ta tính ra mặt bằng của tổng thể ngôi nhà là 250m. Di chuyển từ phòng khách vào là diện tích, có di chuyển từ sảnh vào là phòng khách với diện tích 29,4m2. Phòng bếp tục ăn có diện tích là 21,4m2, cũng như là một phòng đa năng với diện tích là 13,6m2. Ở tầng 1 thì được chúng tôi bố trí gồm có một phòng ngủ master với diện tích là 16m2, đi kèm với vệ sinh khép kín là 6,1m2, cũng như là một nhà vệ sinh chung ở khu vực cuối nhà với diện tích là 5,4m2. Chúng ta cũng nhìn thấy khu vực gara ở bên phải của ngôi nhà đúng không ạ? Tiếp đến lên đến mặt bằng kiến trúc tầng 2 thì được chúng tôi bố trí một không gian phòng thờ với diện tích là 7,4m2. Kết hợp với cửa sổ và cửa lùa giúp phòng thờ luôn được thông thoáng, không quá bí và tránh ánh nắng trực tiếp chói vào. Ngoài ra căn nhà của anh Cường tầng 2 thì được chúng tôi bố trí gồm có 2 phòng ngủ có diện tích lần lượt là 14,4m2 cũng như là 14m2. Một sân tập gym cũng như là giải trí với diện tích là 46,4m2 rất là rộng lớn. Xung quanh ngôi nhà được chúng tôi bố trí rất là nhiều hệ thống cửa sổ giúp cho ngôi nhà luôn được thông thoáng, không quá bí cũng như là đón gió và đón ánh sáng được tốt hơn. Các bạn vừa được tham khảo xong mẫu nhà mà nhà đẹp Tân Á đã thiết kế cho anh Cương có địa chỉ tại thị trấn Quỳ Hợp. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy nhấc máy lên và gọi hotline cho chúng tôi đang chạy trên màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.